ảnh do phóng viên báo Hà Tĩnh điện tử ghi lại. Các em học sinh còn mặc nguyên áo đồng phục, sử dụng thuốc lá điện tử ngay trong quán cà phê. Việc tiếp cận và sử dụng thuốc lá điện tử hiện nay ở học sinh là rất dễ dàng. Theo điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới thì năm 2019, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử ở nhóm học sinh từ 13 đến 17 tuổi tại Việt Nam là 2,6%, tăng hơn 10 lần so với năm 2015. Ngành công nghiệp thuốc lá nhắm đến giới trẻ, nhằm tìm kiếm những người hút thuốc thay thế và duy trì sản lượng thuốc lá để tăng trưởng lợi nhuận. Đây là một chiến lược toàn cầu và họ thể hiện ngay trong việc thiết kế các sản phẩm lẫn chiến lược truyền thông. Thiết kế sản phẩm nhỏ gọn như một cái USB các em có thể mang đến trường mà không ai biết đấy là sản phẩm thuốc lá điện tử cả. Và chúng ta biết rằng cái mạng xã hội hiện nay của chúng ta thì cái hãng sản xuất thuốc lá điện tử cũng như là cái người bán tận dụng một cách triệt để làm thế nào để tiếp cận với các em, đưa ra những cái thông tin về giới thiệu quảng cáo. Và chính vì vậy mà cái tính tiếp cận nó với cả thanh thiếu niên rất là cao. Mỹ là một trong những quốc gia cho phép sử dụng thuốc lá điện tử. Theo thống kê thì trong năm 2018, có hơn 3,5 triệu học sinh trung học và học sinh phổ thông ở Mỹ sử dụng thuốc lá điện tử, tăng tới 75% so với năm 2017. Theo các nhà chức trách thì tỷ lệ thiếu niên Mỹ bị nghiện nicotine đang ở mức đáng báo động. Và đầu năm nay thì cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ đã tuyên bố cấm hầu hết các sản phẩm thuốc lá điện tử có hương vị. Nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam cũng đang bày tỏ sự lo ngại với loại hình này. Tất cả các nước trên thế giới, đặc biệt là các cái nước mà tham gia công ước khung về kiểm soát thuốc lá, gần 200 nước đấy, thì nước nào cũng hết sức là lo lắng. Vì hiện nay thì các công ty thuốc lá, đặc biệt là các công ty thuốc lá đa quốc gia, họ đang tập trung nỗ lực để vận động cho phép nhập khẩu các sản phẩm này và liên danh liên kết để sản phẩm. Để đưa các sản phẩm này sản xuất tại Việt Nam. Mặc dù hiện tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở Việt Nam còn chưa cao, nhưng đã có xu hướng gia tăng trong thanh thiếu niên qua các năm. Vì thế mà theo các chuyên gia, chúng ta cần sớm có luật cấm đối với sản phẩm này.